Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an ha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review lô 10m thuộc khu L Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào Huyền muốn mua đất xây trọ hoặc là đầu tư thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Đường này là trục đường NL6 nha cả nhà, trục đường thông dài. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Lô này diện tích là ngang 10 và tách làm 2 sổ, mỗi sổ 5m và có bán lẻ từng lô 5m ha. Vị trí bắt đầu từ mép bên này đến vị trí tay em chị đây là ngang 10, dài 30, dài sâu tới cái dây cột điện phía đằng sau luôn ạ. Tổng là 300m², thổ cư 100%, sổ sẵn ha. Lô này 10m nhưng là 2 sổ, mỗi sổ là 150m² ha. Trục đường này thì chúng ta chạy thẳng ra khoảng tầm 5 đến 700m là tới với trường Đại học Việt Đức ha cả nhà. Đường thông dài, dân cư cũng ở khá là nhiều rồi. Vị trí khá là đẹp vì trục đường này là nằm bên cạnh là chợ khu L luôn. Thì tí nữa em sẽ lên xe em quay vị trí cho cả nhà xem nha. Đó, khu chợ đây nha, quỹ đất khu chợ bên cạnh luôn nha cả nhà. Đó, quỹ đất khu chợ bên cạnh luôn thì tí nữa em sẽ quay cho cả nhà xem và hình dung. Thì chúng ta nhìn lại lô đất này thêm một lần nữa nha cả nhà. Vị trí của lô đất này khá là đẹp, vuông vắn ha cả nhà. Vị trí bắt đầu từ mép bên này đến vị trí mép tay bên này là ngang 10, dài 30, dài tới cái cây cột điện phía đằng sau. Tổng 300m², thổ cư 100%, sổ sẵn và tách làm 2 sổ, mỗi sổ 5m nha cả nhà. Ai muốn mua 5m thì chủ bán 5m, mà ai muốn mua 10m thì chủ bán 5m ha. Bây giờ em sẽ lên xe, em quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung ha, vị trí của khu này. Nếu mà quý anh chị và các bạn tầm tài chính có đủ thì chúng ta mua lô luôn 2 lô thì nó sẽ đẹp hơn. Còn mua một lô thì sau này mình xây trọ thì nó không có được đẹp bằng lô 10m. Và đây chính là chợ của khu L ha. Hiện tại khu chợ này thì chưa hoạt động, nhưng mà phía trường trước cho thuê để làm khu vui chơi trẻ em nha cả nhà. Còn bên cạnh là người ta thuê bãi xe container, đó là khu chợ của khu L. Thì sau này dân cư ở về đây đông đúc thì chợ hoạt động thì cái giá nó sẽ lên cao rất là nhiều ha. Đường thông dài, và từ vị trí này mà chạy lại trường Đại học Việt Đức cũng như là trung tâm thương mại Go chuẩn bị xây thì khoảng tầm 1 km thôi, rất là gần. Và chạy thẳng đường L6 này giao nhau với đường, đây là đường DL12, là tuyến đường nối liền từ NE8 chạy thẳng lại đường vành đai 4 nha cả nhà. Xung quanh ở đây dân cư ở khá là đông rồi, và cách chợ trường học thì cũng rất là gần luôn. Nên là quý anh chị và các bạn, những ai mà có nhu cầu đầu tư lô đất mà em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ số điện thoại em ghi trên video, hoặc kết bạn số điện thoại, kết bạn Zalo số điện thoại trên video thì em sẽ gửi thông tin sổ sách để cho cả nhà xem và hình dung ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.